Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một lô sản phẩm nữa là một lô hoành phi gỗ gụ. Lô hoành phi này chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 67. Ở giữa chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang và xen kẽ xung quanh là chúng tôi đục tứ quý. Phía dưới chúng tôi có dịch phụ đề tiếng Việt rồi để quý vị có thể theo dõi được và quý vị có thể hiểu được nghĩa của chữ Nho và ba chữ Đức Lưu Quang. Xung quanh thì chúng tôi chạy chữ Công. Phần khuôn là chúng tôi làm dày 6 phân và to là 10 phân. Đây quý vị có thể xem này, ba chữ Đức Lưu Quang xen kẽ tự quý đây. Phần khung là chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Bên trên thì chúng tôi đục cuốn thư và phía dưới chúng tôi đục hoa hồng. Chúng tôi sản xuất số lượng lớn này thì có thể làm giảm giá thành của sản phẩm xuống để cho quý vị dễ mua. Thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu một số mẫu hoành phi rồi. Hoành phi chặt gấm này, nền chặt gấm. Hay là hoành phi lồng cuốn thư. Rất nhiều mẫu mã quý vị có thể tham khảo trên YouTube hoặc quý vị có thể lấy hình ảnh thì truy cập qua fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị có thể lấy được hình ảnh. Hoặc Zalo 0986 883349. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip sau.